rồi, đó bị bánh đây. Sao rồi, chạy xa lắc xa lơ rồi, chạy xuống đó luôn rồi. Ai cầm dao dơ dơ nè. À cái đó dơ thì được. Ủa có tải cỡ nữa hả? Dạ nó mới mới đem tới nghe, nó mới đem tới cái kỷ niệm. Phiên làm kỷ niệm. 4 giờ nha. Đây. Giờ trong đó lấy hai cái bị nước ngọt á. Đi đi. Mà bị nước cái đó là nó dành cho cái bàn tròn, cái khăn là dành cho bàn tròn. Chanh nó chanh dĩ chì hả? Chanh dĩ chì á nội. Chanh dĩ bằng tay á. Chương trình quý vị hàng của kênh VTV2 và truyền hình mang xin được trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến rồi và ánh nắng mặt trời là một trong nguyên nhân chết nhớ hả? Làm sao chúng ta bị sạc đi, bị khô đi, da bị lạnh. Đi chào anh, đi chào anh. Chính nguyện phương có thể dẫn đến tình trạng ung thư da. Vì vậy, việc mà để chống nắng cho toàn thân giữ gìn
dành cho làn da một cách tươi khỏe là một điều mà mọi giới đều quan tâm nhất là chị em phụ nữ. Làm thế nào để chúng ta có một biện pháp chống nắng cho toàn thân một cách tốt nhất? Mời quý vị cùng đến với chương trình của chúng tôi hôm nay. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau đây. Ánh nắng gay gắt của những ngày mùa hè khiến rất nhiều người đặc biệt là trẻ em bị lo lắng. Chiên ăn liền. Rồi ok, con đẩy Chi qua nhà chú. Rồi lên bàn đúng không? Ok, chí tay xa nhau. Vô giữa đít hả? Thanh đâu rồi? Thanh đâu? Thanh, giữa đít cho bon kìa, bon ở trong toilet. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.